Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thật xấu hổ khi mà phải thú nhận rằng tôi bước vào đời bằng nghề phi công trẻ. Đã có lúc tôi du ngủ mình với công việc nhàn nhã kiếm bộn tiền từ thân xác đàn bà đó. Đó là lời tâm sự của một chàng trai đã từng có một mối tình say đắm với chị giám đốc, có một đời chồng xinh đẹp với ánh mắt đa tình luôn ướt rượt. Câu chuyện tình yêu đẹp như mơ khi được chị yêu chiều, chu cấp, hết mực. Thế nhưng cái kết của chàng trai có sở thích yêu chị lớn tuổi lại khiến cho chúng ta phải suy ngẫm. Hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe tâm sự của các phi công trẻ đã và đang tham gia cái nghề này nhé. Một năm về trước, tôi lơ ngơ bước ra cổng trường đại học với tấm bằng trung bình khá. Không quen biết, không năng lực, không kinh nghiệm, không có tiền. Lúc đó tôi nghèo sơ sát. Tôi cố xoay sở bằng mọi công việc tạm bợ để trụ lại thủ đô, những mong tìm được việc làm ổn định và sẽ khá khẩm hơn. Một lần đọc được trong mục giao vặt trên báo, tôi tìm tới một công ty thời trang dành cho nam, nằm trên trục đường đất đỏ dẫn tới trung tâm thành phố. Ở đây, nhờ lợi thế ngoại hình của mình, tôi được nhận vào làm người mẫu hợp đồng. Công việc của tôi là diện những mẫu thiết kế mới để chụp ảnh cho các catalog quảng cáo của công ty. Cũng chỉ là công việc tạm thời, nhưng nó ổn định và mang lại khoản thu nhập tạm tạm giúp tôi đủ sống qua ngày. Giám đốc của tôi là một người phụ nữ đã trải qua một đời chồng. Chị rất đẹp, ánh mắt đa tình, luôn ướt rượt mỗi khi lướt qua cơ thể tôi, khiến tôi vừa sợ hãi pha lẫn sự thích thú và cả tự mãn. Làm ở công ty một thời gian, tôi được chị ưu ái tài trợ toàn bộ trang phục hàng ngày với lý do tạo hình ảnh cho nhãn hiệu thời trang. Toàn đồ đắt tiền lại được khoác lên người cơ thể khôi ngô cường tráng, khiến tôi trông đẹp trai và nam tính hơn rất nhiều. Nghe mọi người kể, một ông tiến sĩ khốt ta biết, đang toan về già đã không chịu nổi cái tính lẳng lơ bay nhảy của chị vợ nên đâm đơn ly dị. Vậy là họ chia tay. Buổi chiều hôm đó báo hiệu sắp có cơn giông, trời sầm sập tối, nhân viên lũ lượt rủ nhau về sớm. Chị gọi điện kêu mệt, nhờ tôi mua hộ thuốc cảm rồi mang lên phòng giúp chị. Khi cánh cửa bật mở, chị xuất hiện với bộ váy mỏng tang mời gọi, khiến gã trai mới lớn đang khao khát cơ thể đàn bà là tôi cũng không kìm chế nổi. Tôi biết mùi người khác vái từ hôm đó và cũng chính thức trở thành người tình trẻ của chị. Để dễ bề che mắt thiên hạ, từ thằng người mẫu quen, chị cất nhắc tôi lên chức trợ lý giám đốc để luôn ở gần bên chị. Cuộc đời tôi cũng bắt đầu lật sang trang từ đó. Chị chăm sóc cho tôi mọi thứ từ phương tiện đi lại, tiền ăn, tiền ở đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Một thời gian dài tôi như kẻ mộ mị, chìm đắm trong sự hưởng thụ ngọt ngào mà chị dành cho. Đôi lúc tỉnh táo, tôi tự vấn lương tâm mình rằng tôi mất từng ấy năm chỉ để làm cái công việc bám váy đàn bà này. Nhưng tôi nhanh chóng xoa dịu mình bằng cái lý lẽ chẳng mất gì. Chuyện ấy giờ có gì lạ đâu. Chỉ một lần, hai vài lần trong tuần, thu nhập khá, lại đỡ khoản đi giải quyết nhu cầu. Nếu cả hai chúng tôi đều giữ kín thì sẽ chẳng ai biết, chẳng ai hay. Mà đàn ông thì sợ gì điều tiếng, cơ bản tôi lại đang cần tiền. Cứ thế tôi sống tầm gửi vào người đàn bà đó hết ngày này qua tháng khác. Rồi những lời bàn ra tán vào của đám nhân viên trong công ty cũng đến tai tôi. Họ xì xào phỉ nhổ, tôi là kẻ đào mỏ, hám của, là loại người không có lòng tự trọng. Tôi xấu hổ, chợt tỉnh ngộ, nhận ra mình đang lãng phí tuổi trẻ, lãng phí mấy năm ăn học, uổng công bố mẹ già quê cực khổ chắt chiu nuôi tôi lên người. Người tình già chẳng thể nuôi tôi được mãi, tôi cũng không thể lấy chị làm vợ. Vậy là tôi âm thầm tích cóp tiền, học mót nghề kinh doanh thời trang của chị và đăng ký theo một lớp cao học. Một ngày tôi lặng lẽ rời bỏ căn nhà chị thuê cho tôi, bỏ công việc nhàn nhã, chuyển đến một nơi cách xa chỗ chị ở. Ở lớp cao học, tôi đẹp trai, trẻ măng, nổi trội giữa những anh chàng già nua ăn mặc lôi thôi trong lớp. Như một phản xạ, tôi nhìn lướt qua danh sách lớp, thấy các chị nhiều tuổi hơn cũng đã khá nhiều. Có người hơn 2-3 tuổi, có người hơn 5-7 tuổi, có người hơn chục tuổi cũng có. Tôi đã từng có một người phụ nữ như thế nên không bận tâm chú ý đến ai. Một ngày, chị đến lớp muộn và xin ngồi cạnh tôi. Đó là người phụ nữ có lối nói chuyện thỏ thẻ, dịu dàng, rất quyến rũ.
Sau hôm đó tôi hay ngồi học cùng bàn với chị. Mỗi lần đến lớp, hai chị em lại thủ thỉ tâm sự. Chị hơn tôi 4 tuổi, đã có một đứa con. Chồng thì đang công tác nước ngoài, một năm nữa mới về. Chị bảo chồng đi vắng nên buồn lắm. Chăm con nhỏ vất vả, lại ở cùng bố mẹ chồng nên phải chịu nhiều áp lực. Dần dần tôi cũng nhận ra sự chịu khó lắng nghe của mình đã tạo sức hút với chị. Và chính tôi cũng thêm mến chị lúc nào không hay. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ dấn thân vào mối tình với máy bay bà già nào nữa. Nhưng chẳng biết từ khi nào tôi bỗng cảm thấy gần gũi và yêu thương người phụ nữ này đến vậy. Mỗi ngày đến lớp, ngồi gần chị, mùi da thịt thơm ngát khiến tôi chỉ mong muốn được gần gũi chuyện đấy. Tôi không thể điều khiển được chính mình. Ham muốn cứ lớn lên từng ngày và tôi bắt đầu tán tỉnh chị. Thỉnh thoảng tôi nhìn sâu vào đôi mắt chị đầy tình ý, khiến chị phải ngượng ngùng quay đi. Tôi cố tình đụng chạm hai cơ thể mỗi khi có dịp. Chạm tay, chạm vai, lúc vén tóc, khi thì lại nắm bàn tay mềm mại mỗi lần chị nhờ dắt xe. Tôi khen chị có mái tóc đẹp, màu son quyến rũ, khen bộ váy gợi cảm. Lắm khi bạo mồm tôi còn khen cả nội y của chị. Tôi thừa hiểu những khao khát của người đàn bà khi vắng chồng nên thường xuyên tìm cách gặp gỡ và liên lạc với chị. Chủ động hẹn chị đi ăn, đi uống nước. Và một lần trong rạp chiếu phim tối mò, tôi đã đánh bạo ôm chị. Tôi cuồng nhiệt nói qua hơi thở rằng chỉ muốn yêu chị một lần thôi cũng được. Thật bất ngờ, chị không hề phản đối. Và sau buổi chiếu phim hôm đó, chúng tôi đã dừng chân ở một nhà nghỉ. Không hiểu sao tôi lại bị chị hút hồn đến như vậy. Chị có kiểu quan tâm vừa chu đáo nhưng lại vừa buông lơi. Thêm nữa, chị lại là một người tình tuyệt vời khiến tôi không làm sao dứt ra khỏi chị. Tôi thấy mình bị cuốn vào, yêu say đắm lúc nào không hay. Tôi chỉ mong chị bỏ chồng để lấy tôi. Tôi không hề giấu giếm cảm xúc của mình, nhưng dường như chị chẳng bận tâm. Khi tôi nói điều này, chị chỉ cười. Chị bảo chị không cần chồng, chị đang có một ông chồng tốt, tại sao phải ly dị để rước về một ông khác. Thứ chị cần là tình dục, một người đàn ông để thỏa mãn bản năng thuần túy. Nếu tôi muốn tiếp tục những ngày tháng vừa qua thì phải chấp nhận, còn không hãy chấm dứt tại đây. Chính sự phản kháng của chị khiến tôi như phát điên. Tôi không tin những điều chị nói là sự thật. Tôi chạy theo chị khắp nơi để thuyết phục chị cưới mình. Tôi làm đủ mọi cách để theo đuổi và làm chị rung rinh nhưng không ăn thua. Tôi gần như tuyệt vọng vì không biết làm cách nào để đến gần trái tim chị. Cuối cùng, có lẽ chị quá bực mình vì tôi. Chị nghĩ tôi muốn tống tiền nên quẳng vào mặt tôi một cục tiền và quát lên: "Hãy rời xa khỏi cuộc đời chị, đừng có rời chị nữa." Tôi mới hoảng hốt nhận ra mình đang điên thật sự. Nhưng tôi biết mình yêu chị. Cho dù đó là sự sai lầm, là tình yêu mù quáng thì cũng đã quá muộn để dừng lại. Tôi gào lên rằng tôi sẽ chờ đợi chị thay đổi. Nhưng giờ đây tôi thấy cô đơn chênh vênh. Tôi biết khi chồng chị trở về, chị sẽ rời xa tôi. Nhưng sao tôi cứ mãi nuôi hy vọng chị sẽ là của tôi. Tôi biết làm sao bây giờ. Xin hãy chia sẻ với tôi. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Bạn đã đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi ái tình của người phụ nữ đầu tiên. Thì xin bạn hãy lý trí để nhìn nhận mối quan hệ với người phụ nữ thứ hai này cho thật thấu đáo. Tình yêu không thể cưỡng ép và không chỉ sống bằng sự chinh phục. Nếu thực lòng cô ấy cần bạn, chắc chắn là cô ấy sẽ đến với bạn. Một ngày không xa, nếu đã không thể đến với nhau, thì hãy chấp nhận, rút lui để bạn và cô ấy đều thấy thanh thản. Để cả hai cùng sống một cuộc sống thật là đúng nghĩa. Thật tuyệt vời biết bao nếu bạn ngộ ra chân lý rằng giá trị tuyệt vời của tình yêu là khi lấy niềm hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.